Thưa quý vị, sáng sớm thứ hai đầu tuần, người dân Hà Nội trở lại đi làm trong thời tiết lạnh. Một số khu vực có mưa phùn nhẹ. Vậy trong ngày thời tiết sẽ diễn biến như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi dự báo chi tiết ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 13 tháng 3, khu vực Bắc Bộ nhiều mây có mưa, thời tiết miền Bắc có sự thay đổi. Theo dự báo, thời tiết miền Bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có rông, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét nhiệt độ giảm nhẹ 5 đến 6 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 14 đến 17 độ. Theo dự báo thời tiết, thời gian rét đợt này ngắn chỉ kéo dài 13 tháng 3 đến hết 14 tháng 3, sau đó không khí lạnh suy yếu dần, trời ấm dần lên. Không giống mọi năm, không khí lạnh năm nay thường di chuyển theo hướng Bắc Nam, ít lệch ra phía biển nên không gây mưa nhiều. Đợt lạnh này cũng chỉ gây mưa trong đêm 12 tháng 3 và sáng sớm 13 tháng 3. Giữa tuần sau có đợt mưa ngắn do có đợt không khí lạnh khác tràn về. Khu vực miền Trung sẽ có mưa rào từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa, cục bộ có điểm mưa to, mức nhiệt dao động 20 đến 32 độ. Với Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vài nơi, thời tiết chủ đạo vẫn là nắng và nóng, một số nơi ở miền Đông tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ 35 đến 36 độ. Ngày 13 tháng 3, Hà Nội nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ. Thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có rông. Sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Trong mưa rông, khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ, riêng khu tây bắc có nơi trên 22 độ. Thời tiết phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng biển cấp 4 cấp 5 trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ, vùng núi 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ. Thời tiết Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5 trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ, phía Nam 16 đến 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Từ tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào, có nơi có rồng, Cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ. Thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Thời tiết khu vực Nam Bộ có mây ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.